Xin kính chào toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ khả năng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Rất nhiều chị em và anh chị em gia đình đang muốn mua đời cao, giá rẻ mà màu đỏ, thì hôm nay khả năng ô tô có về một mẫu xe đời rất là cao, Kia Morning, thương hiệu quen thuộc của chúng ta. Đời cao chót vót, đời 2019 nha các bác nhé, mà giá chỉ hơn 238 triệu đồng thôi. 238 triệu đồng khả năng ô tô sẽ bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển xem xe trong mùa dịch cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. Một mẫu xe động cơ 1.25 nhỏ gọn phân khúc hạng A, quen thuộc với chúng ta. Đời cực kỳ cao, đời 2019 đã kịch đồ đầy đủ như năng đúc, màn hình Android cam nùi đầy đủ hết rồi, không thiếu gì cả. Ốp đèn, tay nắm cửa, hõm cửa, lẹp kính, vè mưa, đã không thiếu một cái gì luôn. Mà bao zin toàn tập cho bà con các anh chị là không đâm đụng ngập nước, máy zin, keo chỉ zin nha các bác nhé. Một mẫu xe đời 2019 mà mới lăn bánh được khoảng hơn 6 vạn các bác nhé, hơn 6 vạn, xe có qua dịch vụ báo luôn cho các bác luôn. Nhưng mà mới nhất nên không nỗi nhỏ, không đâm đụng va chạm gì. Bao test hãng cho bà con về vấn đề này. Anh em cứ an tâm về chất lượng chiếc xe khả năng ô tô đã cam kết. Uy tín, trách nhiệm, tạo thành công. Đấy là cái phương châm bán hàng khả năng ô tô. Nên em sẽ cam kết luôn cho các bác là xe có qua dịch vụ nhưng nó mới đẹp. Vì nói thật với bà con và anh chị, đời 2019 thì bắt đầu có dịch rồi. Thì năn bánh được bao nhiêu đâu, người ta làm dịch vụ nhưng mà thực sự là nó thất bại. Gần như là thất bại và không có đại được nhiều. Mới hơn 6 vạn mấy bộ lốp bây giờ bắt đầu mới phải thay anh em nhé. Lốp người ta đi 6 vạn là phải thay rồi. Đúng chính xác là phải 6 vạn là phải thay. Nên là lốp này là sẽ phải thay anh em nhé. Em sẽ thay mấy quả phần trăm mà cho bà con các anh chị. Còn anh em nào muốn thay mới anh em về tự thay thôi, chứ bây giờ bán xe cũ mà cứ thay hết các đồ mà nên đồ đẹp như này rồi mà cứ phải thay lốp thì quả thực là nó không còn lãi nữa. Nên bà con các anh chị nào mà muốn cân đối alo ép giá thì alo trực tiếp khả năng ô tô, số điện thoại vẫn vậy 0326062789 nhé. Một mẫu xe mà form dáng còn nguyên, keo chỉ zin toàn bộ xe, máy zin từ mặt máy, zin dàn cò zin xuống nhé. Chưa hề có bóc máy, chưa hề có hạ máy và chưa có làm gì vào máy móc gầm bệ cả. Zin hết từ A đến Z cho các bác này, mang nước sơn màu đỏ, sơn tùm cả xe anh em nhé. Đấy. Đẹp nét căng từ trong ra ngoài. Nhiều anh em cứ đòi sơn zin, nói thật với các bác nào bây giờ phải sơn chùm nó mới đẹp được, sơn zin không đẹp đâu. Sức sát rồi, nó sức dăm, sức dung rồi, màu mè nó kém, đôi khi là màu nó không hợp phong thủy, anh em người ta sơn chùm là bình thường, nên các bác cứ an tâm. Chất lượng sơn thì bên em là sơn theo anh em hãng, ở trong hãng người ta ra mở xưởng nên người ta sơn đẹp lắm, nên là các bác cứ an tâm, nhìn nó căng đét như này mà. Và anh em không phải làm sơn nữa. Nhiều anh em cứ đòi sơn zin thì anh em mua xe gia đình mà số tự động mà đời cao một chút, 2021 2022 đấy, thì may ra còn gì, chứ không người ta làm bảo hiểm suốt ngày mà. Nên anh em đừng có lo về vấn đề sơn. Quan trọng đấy, quả tim của chiếc xe nó chính là máy móc, và máy móc gầm bệ con này thì anh em yên tâm và nó mới di chuyển được có hơn 6 vạn thôi, hơn 60.000 km thôi. Nó cực kỳ kỳ mới nhé các bác nhé. Mới đi có 2 năm mà. Mới đi có 2 năm thì cũng chỉ thế thôi chứ. Nên đâu ra hơn gần 2 năm chứ không được 2 năm. Mà mới không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Mới hết tất cả mọi thứ đều nguyên zin, chưa hề thay thế sửa chữa một cái gì cả. Ngay bộ ghế da cũng còn nguyên bản theo xe. Đấy. Tất cả mọi thứ nhá, đầu răng sắt xi, keo chỉ, cột kèo, đầu đít là nguyên zin 100%. Bên ngoài anh em có thể nhìn tất cả những đường mép cửa này, mép capo. Rồi thì gân gờ quanh xe nó đều và thẳng tắp, không có dấu hiệu gì việc của việc đâm va tai nạn hay va chạm gì cả. Với cửa tiền thì 245 triệu đồng thì khả năng ô tô bớt ngay cho bà con chỉ còn 238 triệu thôi. Là đã được sở hữu một mẫu xe đời 2019 rồi. Hỗ trợ cho bà con các bác chị anh chị rất nhiều thứ, anh em cứ alo làm việc qua điện thoại hoặc là đến số điện thoại, đến trực tiếp cửa hàng khả năng ô tô ở Hải Phòng, số điện thoại 0326062789 nhé. Na đang đúc này, na đang đúc nguyên bản của cái đời 2019 nhé. 2020 2021 bây giờ vẫn là na đang này. Đấy. Đèn gầm nguyên bản theo xe, đèn pha nguyên bản theo xe. Đấy, tay cửa rồi mọi thứ đều nguyên bản, gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Nó không có cần một lỗi nhỏ gì cả. Nguyên cái đầu đài nguyên bản theo xe thì em đã tháo ra vứt đi và nắp vào cho các bác màn hình Android 4,5 triệu rồi. Tích hợp cam nùi cho bà con anh chị nào mới lái nữa. Đấy, như vậy là full đồ, full option, không cần làm bất cứ một cái gì vào chiếc xe này nữa. Chỉ về ra tên bấm biển thôi. Và hồ sơ em cũng đã rút hồ sơ cho các bác nhé, bao rút hồ sơ cho các bác luôn. Anh em về chỉ việc bấm biển trong vòng nốt nhạc. Dòng này bấm biển hết khoảng tầm 8 triệu biển tỉnh anh em nhé, 8 triệu biển tỉnh thôi. Đấy, anh em ra tên chính chủ luôn. Chính chủ mình đấy, năn bánh luôn đấy, không cần phải làm gì thêm nữa. Đây các bác nhìn này, nội thất của nó còn nguyên zin như này cơ mà. Bàn đạp, chân phanh, chân côn, chân ga này em chưa có vệ sinh gì cả nhưng còn nguyên nhé. Đấy. Về tốc độ, về cái mức độ tiêu hao nhiên liệu nhé, thì em khẳng định với các bác là nó là cái mẫu xe mà nó tiết kiệm nhất. Nó không còn tiết kiệm hơn được nữa. 4 lít trên 100 km đường trường. Chỉ 4 lít trên 100 km đường trường. Đấy, đây 3,99 lít trên 100 km ngoài đô thị, 6 lít 6 trong đô thị và 5 lít ngoài kết hợp. Con này nó không thể tiết kiệm hơn nữa. Máy nó eco mà, máy nó tiết kiệm nhiên liệu cơ mà.
Đấy, nên các bác cứ an tâm về chất lượng chiếc này, với lại cái nhiên liệu của nó cực kỳ tốt để cho các bác lựa chọn làm xe gia đình. Thì bên ngoài option như em ốp đèn trước, ốp đèn sau nhé. Bộ cửa này, tay cửa này, nẹp chân kính này, vè mưa này, tất cả bằng tiền hết các bác nhé. Em mua là đâu đó là 2.660.000 một bộ ốp như này, em ốp hết từ trong ra ngoài. Màn hình 4.5 triệu, em thay màn Android luôn đấy. Và cái phần vân sân cánh cửa anh em nhìn thấy không, một nguyên hết này các bác nhìn thấy không, mới đét, mới như kiểu là vừa mới mua về từ hãng ấy. Đây các bác nhìn không, keo chỉ này, keo chỉ nguyên zin nhé, không mất phần nào cả. Bộ ghế da nguyên bản theo xe từ đầu đến bây giờ, ghế da nguyên bản theo xe từ đầu, trần nỉ nguyên bản nhé, trần nỉ nguyên bản, ghế da nguyên bản, vô lăng này anh em nhìn thấy không, đi được bao nhiêu đâu, mới hơn 6 vạn thì đi được bao nhiêu đâu, vô lăng còn mới đét, củ số mới tinh, đã mòn thế nào đâu. Có duy nhất cái màn hình là khung nguyên bản thì em lắp hẳn cái màn hình Android cho các bác rồi. Màn hình đầu tiên nó chỉ có đầu đài CD thôi, đầu đài thôi anh em ạ, chỉ nghe đài, nghe đĩa thôi, mới USB thôi. Bây giờ em lắp hẳn cho các bác cái màn hình Android tích hợp WiFi, chỉ đường rồi mà Google Maps các kiểu, không hề thiếu cái gì cả anh em nhìn thấy không. Đây này, nội thất đằng sau này như mới, thật sự là nó không có điểm gì chê nữa các bác nhé. Keo chỉ nguyên zin như mới hết tất cả mọi thứ này đấy, khác gì xe mới đâu, mà tội gì mình mua xe mới. Bây giờ giá xe mới 2021 là 275 triệu là cái giá mà thấp nhất có thể anh em sử dụng nhé. Nhưng anh em đừng lầm tưởng nhé, đừng lầm tưởng giá đấy là anh em về anh em đi ngay nhé. Anh em phải mua đời 2021 là 315 triệu anh em mới sang tên này. Ví dụ như con phải tầm khoảng 325 triệu các bác mới ra tên chính chủ được mà đi nhé. Nhiều anh em cứ xem cái giá liêm yết, người ta câu view người ta viết có 275 triệu các bác cứ bảo là ui giờ xe mới bây giờ có 275. Bây giờ như biển tỉnh anh em phải lăn bánh con này là khoảng tầm là form cũ như này nhá, là khoảng tầm 315 triệu. Form mới thì anh em lăn bánh khoảng tầm 335 triệu. Biển Hà Nội thì anh em lăn bánh là khoảng tầm 355 triệu form mới, còn 335 triệu form cũ. Nên nhiều anh em đừng có nghĩ con này nó bây giờ anh em rẻ hàng trăm triệu đồng so với những chiếc xe cũ xe mới tinh nhá. Và thật với các bác là nó vẫn còn mới đét như này thì anh em đừng có ngại. Đấy, cửa tiền mình làm sao cố được 100, anh em cố 5-70 đã khó rồi. Lấy đâu ra mà cố 100 mà mua mới đúng không? Con này nó không khác gì xe mới đâu. Đấy, mặc dù nó qua dịch vụ nhưng mà nó rất là đẹp, nó đời cao mà thân vỏ nó zin hết, keo chỉ zin, tất cả nội thất là nguyên zin. Thế thôi, mình tránh mưa tránh nắng và đi nó bền khoảng chục năm nữa thì nó bắt đầu mới lác đác sửa chữa thì anh em lo cái gì. Chú ý cho em mỗi là dầu và nước làm mát thôi, là dầu máy và nước làm mát là hai cái quan trọng nhất của một chiếc xe cũ, anh em nên chú ý. Vậy thôi anh em nhé, không cần làm bất cứ cái gì cả, chỉ việc đổ xăng thôi mà xăng mà anh em không đổ được cái gì buồn lắm, vì nó quá tiết kiệm nhiên liệu rồi. Nó không còn cái gì mà tiết kiệm hơn cái dòng này nữa, thực sự luôn. Dòng này nó là bao tiết kiệm nhất trong loại thời đại này. Con này mới con i10 này, hai con mà xe mà nó tiết kiệm tuyệt đối nhá các bác nhá. Đây em sẽ đề lổ máy chiếc xe cho các bác xem này. Hơn 6 vạn một chút nhá. Đấy, tiếng máy đề nghe nó đã sướng rồi. Đấy, mà nó mới này. Màn hình đây, màn hình Android như em đã nói nhá, có tích hợp chỉ đường này, có tích hợp hiển thị tốc độ trên màn hình này và có cái can lùi. Căn nồi này chắc là không phải nói rồi, chắc nó nét căng rồi. Đấy, mọi đồ đạc và phụ tùng nguyên bản theo xe, có thiếu cái gì đâu. Đấy anh em nhé, đằng sau anh em có thể cắm USB để nghe nhạc trực tuyến này. Không thiếu cái gì, bây giờ chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Mà xăng mà nó có 4 lít trên 100km, đấy em nói quá lên là 5 lít. Chứ còn nếu đúng ra nó chỉ 4 lít ngoài đô thị thôi. 4 lít thì thực sự mấy các bác là điều hòa thì chết rét như này. Cố nó bật điều hòa lắm thì anh em mua tốn lắm thì cũng tầm 5 lít xăng trên 100km chứ mấy, đúng không ạ? Thôi thì thuận mua vừa bán thôi, các bác cứ đến xem xe đây. Em còn rất là nhiều xe cho bà con lựa chọn, nhưng nhìn quả vô năng này nó không khác gì xe mới không ạ? Nó không khác gì một chút gì một xe mới cả. Nó không có mòn mung gì đâu hết. Điều hòa thì mát buốt. Chúng ta cùng kiểm tra luôn cái phần khoang máy nữa là yên tâm. Em đã cam kết zin là zin nhá anh em nhá. Zin 100% là zin 100% phần khoang máy này. 100% luôn, chưa mở một con ốc nào khoang máy. Tất nhiên là ốc thay dầu thì phải mở rồi. Chứ còn cái ốc bật máy còn chưa mở thế này thì anh em an tâm nhé. Đây. Đầu tiên chúng ta cùng khám phá luôn cái phần keo chỉ ốc lỗ cái thật phần đầu cabo là 100% zin. Đây, 100% luôn. Đấy, các bác nhìn này. Về phần mặt máy nhá, em xin giới thiệu cho bà con các bác anh chị, đây là phần keo zin của mặt máy này. Đấy, còn nguyên nhá. Ui, nóng quá. Đây. Các bác có thể nhìn thấy phần tất cả cái đầu ốc này nhá, còn nguyên zin, chưa mở con nào, ốc chân máy cũng chưa mở con nào nhé. Chưa mở một con nào luôn. Và máy nó nổ êm du như mới, không khác gì xe mới luôn. Bình ắc quy 2022, 28 tháng 3 năm 2022. Em vừa thay nhé, chữ ký của em đây. Chữ ký của bạn anh Thái kỹ thuật ở bên em đây. Ký vào đây, ý là bảo hành cho các bác từ ngày 28 tháng 3 đến 2022, 6 tháng. Nếu hỏng bình anh em mang đến đổi. Đấy, còn anh em đi 3 năm nữa mới hỏng cái bình này được. Vừa thay bình xong nhé. Đầu răng sắt xi các bác nhìn kỹ cho em này, không đâm đụng va chạm gì cả. Nguyên zin luôn.
Đấy anh em an tâm nhé, số khung số máy này, số máy kia, còn số khung thì ở đằng sau kia là nguyên zin theo xe từ đầu đến bây giờ và không có thay đổi, không có đục số khung số máy, không có tráo đổi các thứ anh em nhé. Pháp lý pháp luật nguyên bản, anh em cứ an tâm. Đăng kiểm vẫn còn dùng đến tháng 1 năm 2023 nên các bác về chỉ việc sang tên bấm biển thôi. Nó khoảng tầm 8 triệu là anh em ra tên biển tỉnh thôi. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khả Năng Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi. Xin chào, hẹn mọi người trong clip tiếp theo.